Em xin chào quý anh chị. Hôm nay chủ nhà vườn gửi cho em bán miếng đất là ngang là 23,5 m, và vô là 45, ở vị trí là ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại mảnh vườn mình đang trồng sapôchê, dừa và chanh. Đây, dừa là sau này mới đặt nha anh chị. Sapôchê thì hiện tại là chủ đang bán đó. Cái miếng mảnh vườn mình đó là cách thông hai đường nha anh chị. Thông một đường Đan 3 m đó là 60 m. Còn thông qua chỗ đường nhựa Long Hưng á thì là 500 m nha anh chị. Cái mảnh vườn là nằm hướng Tây luôn á, hướng chính Tây nha anh chị. Rồi đi tham quan cái mảnh vườn cho anh chị xem. Này gia chủ vườn bán cái giá là 670 triệu. Đó, với tổng diện tích là 1058 m². Đây. Này chủ nhà vườn mới bán một số sapôchê rồi. Ha. Nên là trái vẫn còn ít anh chị. Cái mảnh vườn mình nó cách ở đường nhựa, trường mầm non, trường tiểu học Long Hưng, chỉ có là khoảng 500 m nha anh chị. Cái đường mình là thông hai đường luôn á, hiện tại đường nó xanh 2 m thôi. Nhưng mà cái đường này có nhà nước vô hoạch là mở cái rộng là 3 m. Ở đằng trước nó để cái bảng mở rộng nha anh chị. Đây, mảnh vườn mình đây. Cái một số dừa là chủ mới đặt sau này thôi. Còn sapôchê này chủ đang hái bán nha anh chị. Đất mình là sạch sẽ, không màu mã nha anh chị. Ở khu này là điện nước đầy đủ nha anh chị. Thì em đi ra cái trước cái đường đá xanh, có đoạn đá xanh, đường đoạn thì chưa là đổi đá xanh nha anh chị. Đây, chỉ có móc ra ranh giới cho anh chị coi. Đây, cái sơn đỏ này là cái ranh giới này nè. Mặt tiền là ngang là 23,5 m, dài vô là 45 m. Nằm ở vị trí là ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Với giá bán là 670 triệu nha anh chị. Em đi ngang miếng đất cho anh chị trước mặt trái xanh 2 m cho chị coi nè. Thì thích hợp cho mấy anh chị là các nhà ở hay là về nghỉ dưỡng nha anh chị. Đây. Đây là tới đây nào là hết giới mà đây. Là một tiền 23,5 m, dài 45. Nó dài vô. Rồi em đi ra cái đường cách đường Đan 3 m, khoảng 60 m cho anh chị coi ha. Để em chạy ngoài cho anh chị coi ha. Đây. Đây quân banh đây có nhà ở nha anh chị. Đây là điện nước trong đây là có đầy đủ nha anh chị. Mảnh vườn này khách chủ mới làm gào lại không. Mong anh chị xem hết video này để nắm được thông tin miếng đất, để mình tìm mình vừa ý đất mình để phù hợp để cất nhà ở hay làm vườn hay là nghỉ dưỡng. Bên bất sản em cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất và xây dựng công trình nhà cửa hay là san lấp mặt bằng. Quý anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ bên em để được tư vấn và lấy giá rẻ cho anh chị ha. Đây. Đây là đường Đan 3 m anh chị, xe là 6 chỗ 7 chỗ chứ 16 chỗ chạy được nha anh chị. Đây là khoảng 500 m đó tới là trường mầm non, trường tiểu học ở đường nhựa Long Hưng đó anh chị. Rồi em quay qua bên đây là cái hướng là hướng này là đường cũng đường Đan, đường thông nè. Nó ra ở đường nhựa Kinh Đào anh chị, khoảng 1,5 cây số nữa là tới đường nhựa Kinh Đào rồi. Hướng về chùa Sức Tứ, về trung tâm thành phố Mỹ Tho. Đó, nó thông rất là nhiều đường anh chị. Đến đây em kết thúc video. Quý anh chị nào muốn xem đất hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn và nhấn nút đăng ký bên dưới để tìm được miếng đất phù hợp cho mình. Bất động sản Đất Việt xin chào và hẹn gặp lại ở video phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi.